bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trong những tính năng rất là hữu ích của Gmail. Nếu như các bạn sử dụng một cách hợp lý thì các bạn có thể là tránh được virus mã hóa tống tiền. Đã từng làm hư hỏng ở tài liệu quan trọng trên thế giới cũng như là tại Việt Nam. Đối với các bạn làm tại văn phòng, các bạn đã từng biết đến Google Drive cũng như là OneDrive. Hôm nay mình chỉ hướng dẫn các bạn sử dụng một Google Drive một cách hiệu quả nhất. Điều đầu tiên là các bạn phải đăng nhập vào tài khoản Gmail. Khi đăng nhập vào tài khoản Gmail, các bạn sẽ thấy được màn hình như thế này. Rồi các bạn thao tác như sau. Các bạn nhấp chuột vào Drive. Khi các bạn nhấp chuột vào Drive thì các bạn sẽ thấy một màn hình của Drive nó như thế này. Rồi, tại đây các bạn vào tạo mới thì các bạn là tải tệp lên. Rồi các bạn có thể là chọn một trong những tài liệu tệp bất kỳ nào đó quan trọng mà các bạn muốn lưu giữ tại Google Drive. Mình lấy ví dụ là mình chọn cái file này. Rồi bắt đầu mình sẽ tải các cái tệp tiếp theo. Rồi bây giờ mình muốn đưa vào một cái thư mục nào đó để cho nó gọn gàng cái màn hình driver của mình thì mình sẽ vào đây và tạo một cái thư mục mới. Mình sẽ đặt tên là test tạo. Rồi sau đó là mình nhấp chuột trái vào cái file đầu và bấm Ctrl A. Bấm Ctrl A để nó chọn tất cả các file. Rồi sau đó là mình sẽ kéo vào cái thư mục mà mình vừa tạo. Rồi khi đó các cái file dữ liệu nằm ở ngoài màn hình driver của mình sẽ vào hết cái thư mục mình vừa tạo. Đây. Rồi. Cách thứ hai là mình tạo trước cái thư mục mình cần tạo. Rồi sau đó mình vào đây, mình nhấp chuột phải và mình tải tệp lên. Khi đó mình chọn tệp cần tải lên trên cái thư mục đó và mình đúp chuột hai lần. Khi đó cái tệp mình cần tải lên nó sẽ tự động nó tải lên những cái thư mục mình cần tải. Rồi có một cái màn hình thông báo nó nằm ở góc tay phải của các bạn chú ý cho mình. Khi nào tải xong thì nó sẽ có một cái tích màu xanh chữ V. Rồi các bạn quay lại driver của tôi. Rồi và sau đó là các bạn có thể là tải luôn cả một cái thư mục mà các bạn cần lưu trữ. Các bạn vào đây, các bạn tải thư mục lên, các bạn chọn tải thư mục lên. Rồi các bạn sẽ chọn một cái thư mục nào đó mà các bạn cần tải. Ví dụ như các bạn chọn cái thư mục tên là vợ Phương đi. Rồi trong đây có cái thư mục là hợp đồng, các bạn chọn tải lên. Trong cái thư mục hợp đồng có bao nhiêu file dữ liệu thì nó sẽ tải lên bấy nhiêu file cho các bạn. Trong đây nó có 11 file, nó nằm trong cái thư mục hợp đồng. Rồi khi đã thông báo tải thành công rồi thì các bạn có thể vào thư mục hợp đồng và kiểm tra. Rồi nó nằm ở trong đây. Rồi khi các bạn làm xong rồi thì các bạn có thể là tắt nó đi. Mình không khuyến cáo các bạn sử dụng Google Drive bằng cách là tải ứng dụng Drive dành cho máy tính để cho nó tự đồng bộ dữ liệu trên máy tính lên cái tài khoản Google Drive của các bạn. Tại vì lý do như thế này, nếu như một ngày nào đó các cái file dữ liệu của các bạn trên máy tính nó bị virus mã hóa tống tiền tấn công và nó mã hóa hết các cái dữ liệu của các bạn thì khi đó nó sẽ tự đồng bộ lên tài khoản của Google Drive của các bạn.
và cái những cái dữ liệu mà các bạn lưu trữ tại Google Drive cũng như trên máy tính của các bạn đều bị hư hỏng và không sử dụng được. Khi đó các bạn sẽ có hai cách. Một đó là các bạn sẽ lục lại những cái nơi mà các bạn đã từng lưu trữ nó và các bạn kiểm tra nó dựa theo phần may mắn của mình. Và cách thứ hai là các bạn liên hệ trực tiếp đến cái chủ nhân của cái con virus mã hóa tống tiền và làm theo hướng dẫn của nó. Nhưng mà cách này theo mình được biết thì nó sẽ không khả quan. Cho nên á, mình chỉ hướng dẫn các bạn á, là nên sử dụng Google Drive một cách độc lập. Có nghĩa là khi nào các bạn cần sử dụng á, thì các bạn hãy đăng nhập vào tài khoản Google Drive của mình. Và các bạn khi đó các bạn là chỉ cần là thả file lên và các bạn là đảo file xuống rồi các bạn tắt đi, nó sẽ an toàn hơn là các bạn cho nó tự đồng bộ với lại Google Drive trên máy tính của các bạn. Mình lấy một ví dụ cụ thể như sau. Ở một ngày nào đó thì các bạn bị virus mã hóa tống tiền tấn công, nó sẽ làm mất một cái file dữ liệu của các bạn. Mình lấy ví dụ như là cái file dữ liệu tên là vợ Phương. Rồi khi đó các bạn không biết làm thế nào để các bạn tìm lại được cái file dữ liệu nó nằm trong cái thư mục vợ Phương, thì khi đó các bạn sẽ vào các bạn sẽ lục lại cái những cái nơi mà mình đã từng lưu trữ, thì các bạn chợt nhớ ra là các bạn đã từng úp cái thư mục tên vợ Phương vào trong cái của đại vực của các bạn. Các bạn chỉ cần đăng nhập Gmail và các bạn vào server của đại vực của các bạn và các bạn tìm cái thư mục tên là vợ Phương hoặc là cái thư mục tên là hợp đồng. Rồi ở đây có một cái thư mục tên là hợp đồng, khi đó các bạn chỉ cần là tải xuống, tải thư mục đó xuống. Google Drive có một tính năng là đặc biệt nữa là hỗ trợ cho những cái file mà các bạn tải lên trên Google Drive, đó là nó sẽ tự nén file và tải xuống cho các bạn. Rồi các bạn vào cái thư mục mà các bạn vừa tải đây, các bạn mở nó ra và các bạn kiểm tra. Lúc đầu mình tải lên đó là có 11 cái file nó nằm ở trong đây, thì các bạn kiểm tra xem là có đầy đủ có 11 cái file này không. Rồi ok, rồi chúc mừng các bạn đã lấy được cái dữ liệu upload lên của Google Drive. Rồi khi đó các bạn chỉ cần là copy cái file dữ liệu các bạn vừa tải vào cái ổ đĩa nào đó mà các bạn muốn lưu trữ tại máy tính của các bạn. Tại Google Drive của các bạn á, sẽ có 15 GB miễn phí. Các bạn sử dụng 15 GB này đối với các cái file như là Word, Excel, PowerPoint, v.v. Chỉ các cái file liên quan đến đồ họa thì nó rất là nặng, là ảnh hưởng đến lưu lượng của các bạn. Ra thì các cái file còn lại như là các cái file Word, Excel, PowerPoint, nó không chiếm lưu lượng bao nhiêu cả, cho nên cái việc sử dụng của Drive của các bạn là rất là thuận tiện. Miễn sao các bạn sử dụng hợp lý. Khi các bạn lưu ý cho mình đó là khi các bạn xóa một trong những cái file dữ liệu mà các bạn upload lên đây, thì các bạn phải vào trong phần rác và các bạn phải dọn sạch phần rác đi, thì cái lưu lượng mà các bạn đã dùng đó, thì nó sẽ được giảm xuống. Đó là một trong những cách mà để cho cái dữ liệu của các bạn được tải lên đây và quản lý một cách hợp lý.
cũng như là sử dụng tối ưu hóa về lưu lượng của Google Drive cho free các bạn là 15 GB. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video lần này của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.